Vâng, ba tư fan nhịp cầu xe cũ xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý anh chị, quý khách hàng thân yêu. Và trong ngày hôm nay, ba tư fan sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái mẫu xe đang được trưng bày bán tại cửa hàng. Một cái mẫu xe đang hot nhất thị trường hiện nay, một chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2018. Đây là một chiếc xe phiên bản đặc biệt quý anh chị nhé. Số tự động. Động cơ làm việc là 1.4 quý anh chị ạ, và một chiếc Hyundai Accent phân khúc hạng B lên form mới. Rất là đẹp. Nước sơn phía bên ngoài thì quý anh chị có thể nhìn thấy rõ rằng là nó là một nước sơn màu đỏ. Đấy. Đây là một nước sơn màu đỏ tươi rất là đẹp. Và sản xuất năm 2018 thì về tình trạng của xe cũng xin được cam kết với quý anh chị là một chiếc xe không bị đâm xô, kể cả phần đầu, phần ngang, phần hông, cũng như là cỗ khối động cơ của chiếc xe là không bị thủy kích ngập nước, máy zin 100% của nhà sản xuất, cái đó là khẳng định. Thì quý anh chị có thể quan sát một vòng tổng thành của chiếc xe về mặt form dáng của xe với một chiếc xe phân khúc hạng B, nhưng mà nhìn nó trường xe giống như là một chiếc xe phân khúc hạng C vậy. Và phía ngoài thân vỏ từ phần cụm đèn quý anh chị quan sát sau 2 năm sử dụng thì nó còn sáng trong như một viên pha lê vậy. Tất cả những cái thanh ốp mạ chrome cũng như là về cái phần đèn nó được trang bị phần đèn giải, đèn LED, ánh sáng ban ngày, đèn pi projector còn rất là sáng, rất là đẹp luôn, sáng trong. Về phần cản trước lưới tản nhiệt thì cũng đã được độ lên một cái lưới tản nhiệt rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, làm cho cái form đầu của xe nó nổi bật lên của một chiếc xe Hyundai Accent. Đấy. Ở phần gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp gì đây? Tích hợp một cái giải đèn LED xuyên nhan tích hợp trên gương. Và tiếp theo đó là phần gì đây? Phần lốp và la răng. La răng của xe thì được trang bị la răng phay. Hoa rất là đẹp các anh chị nhé. Một dàn la răng phay xẻ hoa rất là đẹp. Dàn lốp thì theo xe còn rất là mới, ta lông còn rất là dày. Với dàn lốp này thì có thể chúng ta sử dụng còn rất là nhiều thời gian nữa mới phải thay thế dàn lốp này. Bốn bánh đều được trang bị phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng phanh, rất là an toàn trên các cung đường quý chị nhé. Đấy. Đấy là phần lốp và la răng, chia sẻ cho các anh chị là như vậy. Và tiếp theo đến phần gầm của xe. Phần gầm của xe đây quý anh chị có thể thấy 2 năm sử dụng với một chiếc xe với gầm nó đẹp như thế này. Gầm của xe còn rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Và về phần hông của xe thì cũng để tả cho quý anh chị luôn, một cái giải đèn nó trải dài từ phần sườn đến phần hông. Nó được trang bị những cái cụm đèn LED. Bố cục rất là đẹp. Khi mà bật phần đèn hông lên, phần đèn hậu lên, nó sẽ là gì đây? Vừa là những cái tiện ích trong quá trình sử dụng, vừa là một cái cụm đèn trang trí cực kỳ là bắt mắt luôn. Đấy, phần đèn của xe là như vậy. Tất cả những cái chi tiết, các cái đường gân gờ ghép lối quý anh chị có thể thấy đây, nó còn nguyên zin của nhà sản xuất luôn, chưa hề bị tháo lắp. Đấy, chưa hề bị sọc sạch về mặt form dáng. Rất đẹp. Đấy là gì đấy, các cái chi tiết phần phía bên ngoài. Và bây giờ sẽ cùng với ba tư fan đi khám phá về phần phía trong của xe. Đầu tiên là phần tay nắm cửa. Khi mở cánh cửa lấy ra, chúng ta quan sát thấy ở phía bề mặt tay nắm cửa nó có trang bị ngay một cái phím bấm. Ở đây là gì? Đây là một cái phím bấm cảm ứng cảm biến mở cửa tự động. Đấy, rất ok. Khi mở chiếc xe này ra, chúng ta quan sát ngay được thấy phần nội thất. Đầu tiên là phần sàn xe đã được trang bị gì? Một cái sàn 3D rất là sạch sẽ luôn này. Quý anh chị có thể thấy một cái sàn 3D, trần 3D luôn. Đấy, trần 3D trông rất là sang trọng. Một cái màu sắc đỏ đen nó pha trộn ở phía phần trần và phần sàn, nó rất là sang trọng cái xe, nó làm trường cái xe. Đúng ạ. Và ghế da nguyên bản theo xe quý anh chị nhé. Ghế da đây là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, pha trộn giữa màu đen và màu vàng kem. Một chiếc xe rất là đẹp. Từ cái phần ghế này đã được trang bị ghế da này. Và khi mở cánh cửa ra, bề mặt tablo tabli quý anh chị quan sát luôn. Đấy. Keo chỉ của xe thì cam kết quý anh chị cả bốn cánh, cũng như là phần lắp capo, cũng như là phần cốp sau
tất cả tình trạng keo chỉ nguyên zin. Bởi vì ngay ban đầu cũng đã khẳng định quý anh chị một chiếc xe không hề bị đâm xô. Chính vì vậy mà tất cả tình trạng nó nguyên zin của nhà sản xuất, từ những cái phần đơn giản nhất ở đây quý anh chị có thể thấy là phần keo chỉ của xe và phần form dáng của cái bề mặt cánh cửa nó còn rất là đẹp, các cái đường dập lổi của nó còn nguyên bản, rất đẹp luôn. Trên bề mặt táp ly của cánh lái thì nó trang bị gương kính chỉnh điện cụm điện tự động quý anh chị nhé. Đấy, gương kính chỉnh điện cụm điện tự động rất là hiện đại rồi. Đây là một phiên bản đặc biệt, nó được trang bị ở phía bên trong. Phần option thì sao? Option ở trên vô lăng thì nó được trang bị những cái gì đây? Những cái phím chức năng như phím Cruise Control, đây là cái phím ga tự động. Đấy, điều khiển hệ thống lái, cũng như bên này điều khiển hệ thống giải trí trong xe, cũng điều khiển hệ thống rảnh tay, rất ok. Trang bị màn hình theo xe, màn hình nguyên của hãng và cam lùi đầy đủ. Điều hòa auto tự động, đề lỗ thông minh start stop. Đấy, cần số tự động. Rất là đẹp luôn. Tình trạng của nội thất chiếc xe này thì nó còn nguyên bản, chưa hề bị một vết xước nhỏ nữa, quý chị có thể quan sát nhé, kể cả từ phần ghế ra, và đã được nguyên bản theo hai chìa theo xe. Có trang bị cửa sổ trời luôn này quý chị này, có trang bị cửa sổ lắp nhé. Đấy, rất ok và hoạt động rất là tốt. Và chiếc xe này hiện nay Odo chuẩn là đang chạy được 3,9 vạn, chưa đầy 4 vạn sau 2 năm sử dụng. Tất cả những cái con ốc bản lề cũng như là gì đây, những con ốc cánh chưa hề bị có vết tháo lắp nào luôn. Và tất cả phần 4 cột đây, có thể bóc cột cho quý anh chị. Tất cả những cái phần đinh tán của nhà sản xuất, của 4 cột cam kết nguyên zin của nhà sản xuất, chưa hề bị mất form, rất là đẹp. Tem mác của nhà sản xuất còn giữ nguyên. Giải ba bô lê ở dưới cũng vậy, nguyên bản hết. Một phần nhỏ, không một lỗ nhỏ với một chiếc xe này, để quý vị, quý anh chị yên tâm khi sử dụng nhé. Đấy, về phần cốp sau có thể cho quý anh chị quan sát luôn. Đây là phía cốp của xe. Cốp cũng rất là rộng với chiếc Hyundai Accent, mà cái cốp rất là rộng rãi như thế này, chứa hàng chứa đồ thoải mái luôn. Lốp sơ cua còn chưa hạ quý anh chị ạ. Có thể là hạ một lần duy nhất, chắc là đi rất là ngắn thôi, vì chắc có lẽ là để tạm thời phục vụ cho một cái xăm lốp nào nó thủng thôi. Đây, tem mác còn nguyên đây quý anh chị, tem lốp đây. Đấy, các cái đường giải chỉ đây, lốp nguyên bản theo xe, chưa hạ một, có đã hạ nhưng mà gì đây, chắc phải đi rất ngắn thôi, lốp còn rất là mới luôn. Đấy, cũng đã được trang bị dán chống ồn ở phần cốp này rồi. Cốp rất là sạch sẽ, lốp dự phòng chưa hạ, rất ok, rất đẹp luôn. Phía bên phụ thì sao? Phía bên phụ ở phía tay nắm cửa cũng được trang bị cảm biến mở cửa tự động luôn. Đấy, rất đẹp nhé. Tình trạng là nguyên zin hết, kể cả gì đây, những cái phần kính lái các thứ, rồi là nó còn nguyên tem, nguyên năm sản xuất luôn. Đấy, bề mặt táp lô rất là mới. Và với chiếc xe bản đặc biệt này đã được trang bị phiên bản 6 túi khí quý anh chị nhé. Túi khí bề mặt táp lô này, bề mặt vô lăng này, cũng như là gì đây, ở phần cột cũng có trang bị túi khí quý anh chị nhé. Đấy, phần cột, phần ghế, airbag đều trang bị túi khí, phiên bản 6 túi khí, rất là an toàn. Đấy là toàn bộ cái phần mà quý anh chị biết được một chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, nó được trang bị như vậy. Đây cũng vậy này,
cánh sau keo chỉ zin. Tình trạng zin từng con ốc. Zin từng con ốc nữa quý chị nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy là phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe mà quý anh chị quan tâm để ý. Và ngay bây giờ sau khi tả xong tất cả những cái chi tiết mà quý anh chị thấy được ở phần ngoại thất nội thất của một chiếc Hyundai Accent thì sẽ cùng với Ba Tư Phan đi khám phá một cái phần quan trọng, đó là phần động cơ của xe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá ngay nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến gần vào cái khối động cơ của chiếc Hyundai Accent. Thì đầu tiên trước khi mà để cho quý anh chị xem được 2 năm sử dụng khối động cơ nó đẹp như nào thì quý anh chị có thể nhìn về những cái phần ốc bản lề cũng như là keo chỉ của phần cabo. Tất cả tình trạng bao zin hết cho quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đấy. Và các cái phần tai đây. Tai đèn đây. Tất cả tình trạng là nguyên zin. Và bây giờ sẽ đi khám phá khối động cơ. Quý anh chị có thể nhìn vào tất cả các cái chi tiết với cái cỗ máy sau 2 năm sử dụng. Da máy còn rất là sáng. Đấy, da máy còn rất là sáng và đẹp. Bên cạnh đó từng chi tiết những cái con ốc bệ máy này, những con ốc gì đây, những con ốc mặt máy cũng như là những con ốc gì đây, mặt dàn cò. Tất cả tình trạng là còn nguyên zin hết của nhà sản xuất nhé, chưa hề bị tháo lắp. Đấy, vách máy hộp số quý anh chị có thể quan sát phía dưới nguyên zin đúng không ạ, rất đẹp luôn. So như vậy để quý anh chị có thể thấy được một chiếc xe với khối động cơ nguyên bản như thế này, để chúng ta đánh giá một chiếc xe sau 2 năm sử dụng. Theo như của Ba Tư Phan tả thì nó là tình trạng là như vậy, tất cả tình trạng nguyên zin. Với cái giá tiền hiện nay đang được trưng bày bán tại Ba Tư Phan là 510 triệu đồng. 510 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, số tự động, sản xuất năm 2018 quý anh chị nhé, đời rất là cao. Và với chiếc xe này quý anh chị mua có thể làm vay hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị của xe. Lên đến 70% giá trị của xe quý anh chị nhé. Rất ok luôn, rất yên tâm. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp. Và vừa rồi thì quý anh chị và quý khách hàng thân yêu đã cùng với Ba Tư Phan khám phá một cái mẫu xe mới cập bến tại cửa hàng, một chiếc Hyundai Accent màu đỏ 2018 phiên bản đặc biệt số tự động đang có giá chào bán tại Ba Tư Phan với mức giá là 510 triệu đồng cho quý khách hàng lựa chọn sở hữu chiếc xe này. Mọi thông tin liên hệ thì quý anh chị có thể về tại địa chỉ số 1 đường Thanh Niên thành phố Hải Dương. Số 1 đường Thanh Niên thành phố Hải Dương quý anh chị nhé, để chúng ta tìm mua chiếc xe này, hoặc có thể liên hệ theo những cái số điện thoại đã được in sẵn dưới tiêu đề của bài video. Theo những số điện thoại 0963 882 833 hoặc 0912 912 969 để quý anh chị được tư vấn một cách sát thực nhất về chiếc xe này. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video về chiếc Hyundai Accent, và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video clip tiếp theo, những cái buổi live stream của Ba Tư Phan. Xin trân trọng cảm ơn.